Thưa quý vị, đấu đá trước đại hội đảng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung rớt đài tin đến, đến từ Hà Nội. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ mọi chức vụ trong cuộc đấu đá nội bộ trước đại hội đảng thứ 13 của Cộng sản Công quyền dự kiến vào tháng Giêng năm tới. Tất cả các tờ báo và đài truyền hình cũng như đài phát thanh ở Việt Nam đưa tin ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm chỉ, chức vụ chủ tịch thành phố trong vòng 90 ngày để phục vụ điều tra ba vụ án có liên quan đến ông Trung. Kính thưa quý vị, theo bản tin ghi lại thì trong ngày 11 tháng 8, bộ chính trị của Đảng Cộng sản đã đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy Hà Nội cùng mọi chức vụ khác trong Đảng của ông Trung, cựu trung tướng giám đốc sở công an thủ đô. Quyết định tạm đình chỉ công tác của ông Trung được đưa ra sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản cũng như là tài liệu bí mật của nhà nước liên quan đến hai nhân viên thân cận của ông Trung là thư ký và tài xế và một sĩ quan của Bộ Công an. Ông Trung còn bị cho là có liên quan đến hai vụ án hình sự khác. Vụ thứ nhất là các cáo buộc buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, được cho là công ty sân sau của gia đình của ông Trung vụ án thứ hai với cáo buộc là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Ông ta có thể bị bắt và cầm tù chỉ vài tháng sau khi hội nghị Trung ương Đảng, nơi ông cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được nhiều phiếu tín nhiệm nhất để vào bộ chính trị khóa tới cho thành công trong khống chế dịch Covid-19.